Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý. Mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi nội dung chi tiết. Doanh nghiệp Long An áp dụng nhiều chính sách thu hút lao động. Linh hoạt ứng phó khi F0 xuất hiện trong trường học. Tin thế giới, đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần. Thưa quý vị, Long An sẽ đầu tư khoảng 870 triệu đồng từ ngân sách nhà nước và kinh phí xã hội hóa từ các doanh nghiệp nhằm phục hồi tại điểm nhấn để phát triển du lịch năm 2022. Để thực hiện mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến Du lịch và các đơn vị doanh nghiệp liên quan tổ chức khảo sát tạo mới tour du lịch đường sông, hình thành sản phẩm mới cho du lịch Long An. Liên kết các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, đưa các tiết mục nghệ thuật xiếc, đờn ca tài tử, cải lương vào chương trình phục vụ tour nhằm tạo sức hấp dẫn phục vụ du khách. Xây dựng tóm tắt nội dung cơ bản địa chí văn hóa bản địa, di tích lịch sử văn hóa Long An. Các địa phương trong tỉnh phục vụ cho hướng dẫn viên du lịch thông tin với du khách khi đến địa bàn Long An. Đồng thời, tổ chức các chuyến học tập kinh nghiệm để xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm về mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn mới. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức tuần văn hóa du lịch lần thứ nhất năm 2022, gắn với các sự kiện văn hóa của tỉnh Long An năm 2022. Với sự quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng các điểm đến, ngành du lịch Long An hứa hẹn những tín hiệu phục hồi sau 2 năm chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Nhờ những chính sách chăm lo cho người lao động dịp Tết và trong đại dịch Covid-19, hiện nay hầu hết công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An quay trở lại làm việc với tâm thế vui tươi phấn khởi. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, đến nay gần 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đang trở lại hoạt động và đưa ra các chính sách hỗ trợ ưu đãi cho lao động đang làm việc cũng như thu hút thêm lao động mới để đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Đối với các doanh nghiệp, nguồn nhân lực ngay lúc này là điều quan trọng nhằm đảm bảo sản xuất kịp tiến độ các hợp đồng đã ký kết. Hiện tại nhà máy thì đang có nhu cầu tăng thêm khoảng 40% nhân công nữa, tức là tăng lên khoảng 600 người. Đây cũng là một vấn đề mà là một cái chung của toàn khu công nghiệp tại Long An mình. Thì trước hết thì nhà máy cũng đã xây dựng một cái kế hoạch là một là sẽ đưa những cán bộ nhân sự về tại một khu vực địa phương, một huyện, một tỉnh nào đó tuyển dụng lao động tại địa phương. Sau đó thì nhà máy sẽ tổ chức những chuyến xe đưa công nhân đi lên ca xuống ca. Anh chị em mà từ khu vực miền Tây lên làm việc đó thì nhà máy sẽ hỗ trợ thưởng là 2 triệu đồng. Các doanh nghiệp áp dụng nhiều chính sách thu hút nguồn lao động mới cho quá trình sản xuất là một trong các giải pháp giật lại nhanh đà tăng trưởng kinh tế của doanh nghiệp năm 2022. Ngay từ những ngày đầu năm, công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Cầu Long An tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ đón đầy đủ số công nhân trở lại làm việc. Bên cạnh tiền lương thưởng, hơn 200 công nhân tại công ty đều được hỗ trợ nhà ở. Năm mới được công việc nó trôi chảy và được nhiều sức khỏe để phục vụ cho công ty và cuộc sống gia đình mình. Khi được công ty hỗ trợ nhà ở và ấy cũng vui lắm. Thì nói chung mà mình mà ở ngoài phải thuê trọ thì nó phải mất một cái kinh phí để về hỗ trợ gia đình nên được. Hỗ trợ nhà ở thì mừng lắm, có cái gì trong công ty cũng lo được toàn diện hết. Để đi về tới ba mấy gần 40 cây lận. Rồi công ty mới hỗ trợ cho ở rồi đây. Để tiền thuê nhà cũng tháng cũng gần cả triệu bạc. Cái chế độ chính sách lương như hiện nay thì mặt bằng chung của các doanh nghiệp là cũng xem như nhau. Do vậy ban lãnh đạo tập đoàn cũng xác định là để thu hút được người lao động thì chúng tôi phải có thêm những giá trị thêm, đó là việc tổ chức bếp ăn, cái thứ hai nữa là việc là tổ chức khu nhà ở cho công nhân để công nhân có một là bớt phần chi phí, thứ hai nữa là có cái yên tâm khi xa nhà. Có thể nói sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các doanh nghiệp là nguồn động lực to lớn, tạo tinh thần làm việc hăng say, khí thế thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Long An. Long An đang tập trung đưa thêm một số nông sản chủ lực của tỉnh lên sàn điện tử, qua đó tạo thêm kênh phân phối bền vững cho sản phẩm tiềm năng, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của địa phương thời gian tới. Việc đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử đã được Sở Công Thương tỉnh triển khai từ năm 2018 với 6 sàn thương mại điện tử, đó là Sen Đỏ, Võ Sò, Viettel Post, Tiki, Shopee,
Postmark, Lazada theo các hình thức khác nhau. Đây được xem là cơ hội để cho doanh nghiệp, hợp tác xã thay đổi phương thức cung ứng để phù hợp với tình hình mới. Thông qua sàn thương mại điện tử, nhiều sản phẩm chế biến nông sản như là nước ép trái cây, thanh long sấy khô, chuối, gạo đã có đơn hàng từ nước ngoài. Riêng các sản phẩm tươi như là lạp xưởng, nem nướng heo, cá đồng của các cơ sở nhỏ lẻ cũng cải thiện được tình hình tiêu thụ. Thời gian qua thì coi như là Sở Công Thương đã đề xuất là trong cái kinh phí mà xúc tiến thương mại hàng năm thì đều có dành một cái phần kinh phí để mà thúc đẩy phát triển cái thương mại điện tử ở trên địa bàn của tỉnh. Cùng với tiếp cận kênh bán hàng online trong nước, hiện gạo đã có mặt trên kênh thương mại điện tử quốc tế như là Alibaba và Amazon. Một số sản phẩm khác như là chuối, chanh, gạo, thanh long cũng đang được xúc tiến đưa lên sàn để quảng bá các sản phẩm của Long An ra thị trường nước ngoài. Sau Tết, giá tôm có xu hướng tăng cao, thị trường xuất khẩu tôm đang có nhiều thuận lợi, là cơ hội để các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm phục hồi trong năm 2022. Nguyên nhân khiến giá tôm thẻ thương phẩm tăng 10.000 đến 15.000 đồng một ký so với trước Tết là do các nhà máy chế biến thủy sản không chỉ tập trung tuyển lao động mà còn đẩy mạnh việc thu gom nguyên liệu để có hàng giao cho đối tác, hoàn thành các hợp đồng ký kết vào cuối năm 2021. Một phần tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt tại các tỉnh thành miền Tây. Toàn tỉnh Long An có khoảng trên 850 diện tích tôm thả nuôi, bằng 13% kế hoạch và bằng 121% so với cùng kỳ. Hiện giá tôm thẻ 40-50 con một ký, giá 165.000-175.000 đồng một ký. 100-110 con một ký, giá 107.000-120.000 đồng một ký. Và tôm sú 40-50 con một ký, giá 180.000-200.000 đồng một ký. 70-80 con một ký, giá 95.000-100.000 đồng một ký. Người dân thu hoạch tôm trên địa bàn tỉnh đa số đều có lãi. Trước tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt tại các tỉnh thành miền Tây, doanh nghiệp chế biến tôm kỳ vọng ngành thủy sản đạt được kim ngạch xuất khẩu tốt trong năm 2022. Thưa quý vị, ghi nhận của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sau một tuần tổ chức dạy học trực tiếp trở lại kể từ ngày 14 tháng 2, đã có hơn 60% cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. Từ ngày 14 tháng 2 khi học sinh trở lại trường học sau hơn 9 tháng ở nhà do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hơn 60% cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. Tuy nhiên thì còn một số đơn vị trên địa bàn các quận 1, 3, 6, Thành phố Thủ Đức lùi thời gian tổ chức bán trú đến ngày 21 tháng 2 hoặc là đầu tháng 3 nhằm đảm bảo các điều kiện về nhân sự và an toàn cho học sinh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm và phương án tổ chức bán trú sẽ khác nhau giữa các trường do quy mô tổ chức và điều kiện thực tế khác nhau. Để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, trường học phải xây dựng phương án tổ chức được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện phê duyệt trước khi triển khai thực hiện. Thưa quý vị, trong khi nhiều nơi trường học vẫn cửa đóng then cài, thì Bắc Ninh lựa chọn cho học sinh quay trở lại học trực tiếp từ tháng 9 năm 2021. Điều đáng nói, đây là địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp, trải qua nhiều đợt bùng phát dịch, các trường học liên tiếp tình huống xuất hiện F0. Tuy nhiên, với các giải pháp xử lý linh hoạt, các trường học tại Bắc Ninh vẫn duy trì trạng thái mở cửa an toàn, khi cùng lúc giữ ổn định kế hoạch dạy học mà không để dịch bệnh lây lan trong nhà trường. Những ngôi trường rộng mở đón học sinh. Chúng ta là có hai bạn là F1 phải học trực tuyến qua Zoom, cho nên tiết học hôm nay cô sẽ vừa kết hợp dạy trực tuyến và dạy trực tiếp. Đã quen với việc liên tục xuất hiện F0 trong lớp và trong trường, nên cô Hải Yến cũng quen với việc phải dạy hai giai cùng lúc, vừa trực tiếp vừa trực tuyến. Nếu các bạn học trực tiếp thì không có tên các đề mục, nhưng mà khi mà dạy song song theo hai cái hình thức như này thì cái phần mà cái bài dạy của chúng tôi là chúng tôi sẽ phải ghi tên các cái đề mục ở trên đó, sẽ mất nhiều thời gian hơn. Với số lượng học sinh và giáo viên là F0 tăng nhanh, nhất là sau Tết với gần 100 trường hợp. Tuy nhiên, với biện pháp xác định khoanh vùng F1 nhanh, chính xác, nên tình huống đóng cửa trường học này không xảy ra, nguy cơ lây lan cũng được ngăn chặn kịp thời. 7, 8 đến 10 cháu mà ở trong phạm vi Bộ Y tế hướng dẫn là F1 thôi, cho xét nghiệm đúng theo quy định. Thế và khi mà F1 âm tính thì các cháu còn lại sẽ được giải phóng đến trường học bình thường.
Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Bắc Ninh có 6.000 trường hợp học sinh và giáo viên là F0. Tùy từng cấp học mà cách xử lý F0 với các trường hợp có liên quan sẽ có dạng thức khác nhau. Trong khi cấp 2-3 sẽ chỉ cho nghỉ một số trường hợp F1 vì các em đã được tiêm đủ vaccine, thì cấp 1 và mầm non là cho nghỉ cả lớp. Và thời gian trở lại trường thì cũng linh hoạt tương ứng. Các con sẽ được cách ly ít nhất là 1 tuần và được xét nghiệm 2 lần PCR âm tính và được theo dõi thêm 1 tuần để đảm bảo cái sức khỏe cho trẻ vì trẻ mầm non là chưa được tiêm. Nhờ sự thống nhất trong xử trí F0 mà dạy và học không bị xáo trộn, mỗi ngày tiếp tục được đến trường là một ngày vui của các em và phụ huynh. Các con thì rất là hào hứng được đến trường để học tập cùng cô giáo, cùng các bạn. Còn học ở nhà thì là các bạn nhiều đôi khi là không được tập trung và rảnh rỗi. Cho những cái học sinh F0, F1 thực hiện cái hình thức học tập trực tuyến. Còn lại những học sinh khác thì vẫn duy trì cái hình thức học tập trực tiếp tại trường. Vì vậy mà các trường học của Bắc Ninh là từ ngày 24 tháng 9 năm 2021 là không có cái tình trạng là đóng cửa trường học. Với các biện pháp phòng dịch thì các giải pháp xử trí F0 trong nhà trường chính là chìa khóa để các trường học tại Bắc Ninh mở cửa ổn định trong suốt mùa dịch. Hơn một năm trước, cô Susie Golding mắc COVID-19 thể nặng và phải trải qua 2 tuần nằm trong phòng cấp cứu điều trị tích cực. Mặc dù đã hồi phục, nhưng cô thường xuyên gặp phải tình trạng lo âu, căng thẳng và rối loạn giấc ngủ. Cô thậm chí đã phải tìm tới bác sĩ trị liệu để điều trị những vấn đề này. Cô Susie Golding không phải là trường hợp duy nhất rơi vào tình trạng này. Rất nhiều người bình phục sau khi mắc COVID-19 cho biết họ thường xuyên gặp phải các vấn đề về tâm lý. Theo một nghiên cứu được thực hiện trong năm 2022 và đăng tải trên tờ British Medical Journal, giới khoa học phát hiện rằng những trở ngại về tâm thần như lo âu, căng thẳng, rối loạn giấc ngủ, có ý định tự tử, rối loạn sử dụng chất uống có cồn hay rối loạn sử dụng thuốc giảm đau nhóm opioid lại phổ biến ở những người từng mắc COVID-19. Ngày càng có nhiều lời kêu gọi cho rằng cơ quan chức năng các nước nên thành lập các phòng khám di chứng COVID-19, bởi lẽ với số lượng người mắc và khỏi COVID-19 khá cao như hiện nay, nếu nhóm này không được quan tâm, tư vấn kịp thời, sẽ sinh ra nhiều hậu quả nặng nề. Dẫu vậy, khó khăn là rất lớn. Cùng với việc hỗ trợ hệ thống y tế vượt qua đại dịch COVID-19, đây là một bài toán khó của nhiều quốc gia. Một nghiên cứu mới của Ấn Độ cho thấy thuốc kháng virus Monubiravir của hãng Merck có thể giúp giảm 65% nguy cơ nhập viện vì COVID-19. Tỷ lệ này cao hơn kết quả ghi nhận trong nghiên cứu trước đó về tính hiệu quả của thuốc. Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Điều trị Lâm sàng và Thuốc kháng virus Chennai đứng đầu được thực hiện với 1.281 người trưởng thành nhiễm virus SARS-CoV-2 và có triệu chứng nhẹ, chia làm 2 nhóm có quy mô tương đương nhau để so sánh. Kết quả cho thấy chỉ có 1,5% nhóm được uống thuốc phải nhập viện, trong khi con số này là 4,3% đối với nhóm không uống thuốc. Trước đó, một nghiên cứu thực hiện năm 2021 của hãng Merck cho thấy thuốc giúp giảm 30% nguy cơ nhập viện. Theo tiến sĩ Elias Pa, phó chủ tịch phụ trách mảng nghiên cứu thí nghiệm của hãng Merck, nghiên cứu trước có một số khác biệt nên khó so sánh với nghiên cứu mới. Người tham gia nghiên cứu của Merck là người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng sau khi đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, nghiên cứu của Ấn Độ không nhằm vào các bệnh nhân có nguy cơ trở nặng. Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện được bằng chứng mắc bệnh cúm và nhiễm khuẩn nấm trong hóa thạch của một con khủng long sống dầu kỷ Jura tại Mỹ. Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí báo cáo khoa học Scientific Reports. Vào thời điểm kỷ Jura còn ấm áp và ẩm ướt, tại khu vực nay là vùng Tây Nam bang Montana của Mỹ, một con khủng long cổ dài đang trong thời kỳ phát triển đã bị cúm và có các triệu chứng giống như viêm phổi, như sốt, mệt mỏi, kèm theo hô hấp kém, ho, hắt hơi và thậm chí tiêu chảy. Khoảng 150 triệu năm sau, các nhà khoa học đã phát hiện được những phần còn lại của bộ xương con vật xấu số được đặt tên là Dolly. Thông tin thế giới vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.